Thế đấy, xin chào các bạn. Thầy vừa lắp ráp xong cái bảng này, Xbox Casebot. Đây là một cái bảng có chức năng dò like tự động đấy. Và bảng này cũng có thêm chức năng tránh vật cản, rồi di chuyển bằng điều khiển thông qua kết nối tai Bluetooth hoặc cái phần mềm trên điện thoại, và hoặc là điều khiển bằng cái điều khiển sóng RF. Vì vừa mới thử nghiệm thì thầy đang gặp một cái lỗi, đó chính là khi ấn nút tiến thì cái con robot này chạy lùi, khi ấn nút lùi thì con robot này chạy tiến. Hai cái động cơ đã được nối vào cái cổng số 1, số 2. Đây là cổng điều khiển mô tô ở phía bên tay trái này. Thì qua trong quá trình tìm hiểu và lắp ráp và khắc phục lỗi này thì thầy phát hiện ra rằng con robot này nó bị chạy ngược chiều so với mình lập trình cài đặt. Đó là do cái motor trái và motor phải thầy đã cắm ngược. Thì khi đi đó các bạn quan sát như sau. Cái bạn motor bên tay trái, motor này gọi motor trái sẽ cắm cổng số 1. Mô tô phải sẽ cắm cổng số 2. Khi nãy thầy cắm ngược hai thằng này, một thằng cắm số cổng số 2 và một thằng cổng số 1, dẫn đến xe bị chạy ngược chiều so với hướng di chuyển. Rẽ trái rẽ phải thì đúng, nhưng mà tiến lùi thì là bị sai, là do cổng số 1 cổng số 2. Mình do với việc cài đặt và kết nối nó có sự ngược chiều. Tiến thì thành lùi, lùi và thành tiến. Sau khi thực hiện xong thì thầy đã điều khiển nó và đã cắm lại. Và bây giờ các bạn nhận thấy rằng cái bạn này bạn đã chạy rất nhanh và sức mạnh. Hãy tiến vào lối, tiến vào lùi. Các bạn đã ít có là sức mạnh rất mạnh. Đấy. Các bạn có thể vừa xoay rất nhanh. Rồi thầy Thành đang rất là hóng đợi cái ngày thi đấu robot Stand vào tháng 12 tới. Các bạn học sinh trường chuyên sẽ cùng giao lưu và học hỏi thi đấu cùng với các bạn, và hy vọng rằng kết quả sẽ tốt. Rồi, vừa rồi thầy đã hướng dẫn các bạn cách khắc phục di chuyển, điều thay đổi sửa lỗi, đó là ấn tiến thành lùi, ấn lùi thành tiến bằng cái cách thay đổi hai cái giắc cắm của động cơ trái và phải cho nhau. Thì khi đó thì motor của mình sẽ hoạt động theo đúng chiều. Nếu mà nó bị rẽ trái rẽ phải cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn thành công.